áp về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay áp về danh. Hello everyone, my name is Thuy, I'm from Vietjet. In today's video, we continue Unit 1, Lesson 1G, Speaking, Narrating, Events. Xin chào tất cả các bạn, cô tên là Thuy và cô đến từ Vietjet. Đến với bài giảng ngày hôm nay, cô cùng các bạn, chúng ta sẽ tiếp tục Unit số 1 và hôm nay chúng ta sẽ đi sâu hơn vào kỹ năng Speaking. Cụ thể hơn, đó là kỹ năng tường thuật lại một sự việc nào đó. Ok, so without further ado, let's get started. Mình vào bài luôn các bạn nhé. Okay. The first activity. Look at the photo. Do you know this sport? How do you think it feels to do it? Okay. Nhìn vào bức tranh này và các bạn đoán cho cô xem là đây là môn thể thao nào và các bạn nghĩ là khi mà mình chơi cái trò chơi này thì mình sẽ có cảm giác thế nào nhá? Okay, các bạn có biết đây là môn thể thao nào không? Nhìn có vẻ giống là lướt sóng đúng không? Nhưng mà nó lại kiểu khác. Chưa? Ok, thì với những bạn mà mình chưa gặp cái môn thể thao nào bao giờ thì cô sẽ cung cấp cho các bạn thông tin nhé. Ok, this sport is bodyboarding. Cái môn này mình gọi là bodyboarding nhá. Ok, it will be easier to play bodyboarding than surfing. Chơi trò này chắc chắn là dễ hơn chơi surfing rồi, đúng chưa? The experience is wonderful when you can face huge and strong waves. Ok, cái trải nghiệm, cái cảm giác mà khi chơi cái trộm cái môn này ấy, nó sẽ thú vị hơn bởi vì mình sẽ trực tiếp, đúng không? Mình sẽ trực tiếp đối mặt với những cái con sóng vừa to và vừa mạnh, đúng chưa? Ok, thì đây là ý kiến và một số thông tin cô cung cấp cho các bạn về môn bodyboarding. Và sau đây mình sẽ tìm hiểu kỹ hơn về môn bodyboarding cùng với cả lộ trình của bài speaking ngày hôm nay nhé. Rồi, ok, tiếp theo mình sẽ đến là activity number 2. Complete the dialogue with the correct affirmative or negative past simple form of the verb below. Ok, bài này thì các bạn sẽ có nhiệm vụ đó là các bạn hãy sử dụng tất cả những cái động từ mà người ta cung cấp cho để mình hoàn thành đoạn hội thoại giữa hai bạn Christy và bạn Nori nhá. Rồi, ok, nhớ là mình sẽ sử dụng thì quá khứ đơn với cả thể khẳng định và thể phủ định các bạn nhé. Ok, có nghĩa các bạn sẽ phải hiểu nội dung và mình mới biết được à cái này mình điền động từ nào và ở thể nào, đúng chưa? Rồi ok, hãy dừng lại một chút, 5 đến 10 phút, đọc thật là kỹ và hoàn thành cho cô bài tập số 2 này nhá. Còn đây chính là lời giải của cô cho các bạn. Ok, ô trống số 1, mình sẽ điền là learned hoặc cả learned. Đúng chưa? Cái từ learn này nó hơi đặc biệt một chút. Từ learn là từ học đúng không? Cái từ này là từ động từ có quy tắc cũng được và bất quy tắc cũng được. Các bạn có thể điền là learned hoặc là learned đều được nhá. Ở đây trong trường hợp này mình điền từ learn là hợp lý nhất. Learn a new sport, học một môn thể thao mới. Đúng chưa? Ok, ô số 2 là yes, I love it. Đúng không? Tôi rất là yêu nó. Thì quá khứ đơn, good job. Câu số 3 mình sẽ điền là wasn't. Đúng chưa? Rồi ok, I bet. What else did you get up to over the summer? No, okay, well, the second half of the holiday, đúng không? Cái lửa đầu tiên thì rất là thích thú rồi, nhưng mà làm sao đấy? Well, the second half of the holiday, cái lửa sau của kỳ nghỉ này thì wasn't so good, cũng không tốt đẹp cho lắm, đúng không? Rồi, bạn này làm sao nhỉ? Nói okay, thì đấy, I've got a stomach break, đúng chưa? Okay, bạn này bị đau dạ dày. Đúng chưa? Và làm sao nhở? And spend. Đúng chưa? Và dùng cả tuần trời để chỉ nằm ở trên ghế sofa. Đúng chưa? Nói ok, câu số 6 thì mình sẽ điền là I didn't leave the house for days. Đúng không? Mấy ngày không ra khỏi nhà, didn't leave nhá. Và câu số 7 là I just watched DVDs. Và mình chỉ xem DVD thôi. Đó, ok, đây là đáp án của mình cho bài tập số 2 này các bạn nhớ nhá. Nói ok. Bài tập số 3 này. Listen and check your answers to exercise 2. Ok, bây giờ cô sẽ bật cho các bạn một đoạn video, đoạn audio đúng không? Đoạn này chính là cái phần bài nói đúng không? Phần bài nói của cái bài 2 ở bên trước. Đúng không? Các bạn sẽ cùng nghe và check xem là đáp án mình điền đã đúng chưa nhá. Rồi ok. Mình cùng nghe này. Track 1.14. Hi Laurie. How are you? Tell me about your summer holiday. Well, for the first 3 weeks, I was at a summer camp in Cornwall.
Really? That sounds like fun. Yes, it was. I learned a new sport, bodyboarding. Wow, that sounds great. Yes, I loved it. It was really exciting and a bit frightening too. I bet. What else did you get up to over the summer? Well, the second half of the holiday wasn't so good. I got a stomach bug and spent nearly a week on the sofa. Oh dear, how awful. I didn't leave the house for days. I just watched DVDs. I was so bored. Rồi ok, các bạn đúng bao nhiêu câu trên số 7 câu nhỉ? Ok, cô hy vọng là các bạn đều đúng hết nhá. Ok, nhiệm vụ số 2 của bài tập số 3 mình sẽ phải làm như sau. Mình sẽ phải trả lời câu hỏi nhá. Does the photo go with the first or second half of the dialogue? How do you know? Ok, cái này là gì nhỉ? Cái bức ảnh đúng không? Cái bức ảnh mà mình vừa xem ở đoạn trước ấy, nó có liên quan gì đến cái phần trước hoặc là cái phần 2 của đoạn hội thoại này không? Và làm sao mình biết được điều này, đúng chưa? Các bạn hãy xem lại cái bức tranh, nó là hình ảnh một cái bạn nam chơi bodyboarding, đúng chưa? Thì người ta hỏi mình là cái bức tranh đó có liên quan gì đến là cái phần 1 hay là phần 2, đúng chưa? Rồi, ok. Thì các bạn có thể dừng lại một chút để mình trả lời câu hỏi, đúng chưa? Đi bodyboarding thì nó chính là phần 1 rồi, đúng chưa? Bởi vì phần 2 là bạn ấy bảo bạn ấy bị đau dạ dày và bạn ấy phải ở nhà cả tuần, chỉ có làm xem DVD thôi, đúng chưa? Thì đúng rồi, là the photo goes with the first half of the dialogue because it shows Norin bodyboarding, đúng chưa? Nó ok, bởi vì cái bức tranh đó là thể hiện ra là Norin đang chơi bodyboarding, đúng chưa? Rồi, ok. Rồi, mình đến bài tập tiếp theo nhé. Exercise number 4. Listen to three girls talking about their summer holidays. Match 8 speakers from 1 to 3 with an event from A to C and then circle the correct adjective to describe how she felt about it. Ok, bài này là một bài nghe các bạn ạ. Trong bài nghe này thì sẽ có ba bạn nữ, đúng không? Ba bạn nữ đang nói về cái kỳ nghỉ hè của bạn ấy, đúng không? Và nhiệm vụ các bạn đó chính là các bạn sẽ phải nối đúng không? Nối là speaker 1, 2 or 3 với cả cái những cái sự kiện mà các bạn ý mô tả ra. Ở đây mình có ba sự kiện, đó là ABC, đúng chưa? Sẽ phải nối xem là speaker nào với cả những cái sự kiện nào, đúng chưa? Và mình sẽ có một cái nhiệm vụ nữa, đó là circle the correct adjective to describe how she felt about it, đúng chưa? Và nhiệm vụ nữa là các bạn sẽ phải khoanh chọn một cái tính từ dùng để mô tả cái cảm xúc của bạn ấy, cảm xúc là bạn ấy cảm thấy như thế nào, đúng chưa? Khi mà bạn ấy có những cái trải nghiệm như vậy, đúng không? Rồi, ok. In case là các bạn không thể vẫn cái khả năng nghe của mình vẫn chưa đủ tốt để có thể hiểu được cái general meaning, thì cô đã chèn cho các bạn cái phần transcript ở đây để các bạn listen and read, vừa đọc và vừa nghe nhé. Các bạn hãy chú ý những cái cụm mà cô giáo bôi đỏ ở trong cái phần transcript này nhé. Rồi ok, mình cùng nghe luôn nhé. À, trước khi mà các bạn vào phần nghe đúng không, thì sẽ dành một chút thời gian để chúng ta đọc qua những cái sự kiện from A to C nhá. Ví dụ A này, speaker cái, thì mình speaker đúng không, mình sẽ có cái từ got sunburn đầu tiên, có nghĩa rằng là bị cháy nắng luôn nhá. Các bạn gạch chân cho cô cái từ sunburn là bị cháy nắng này, đúng không? Tiếp theo là run a half marathon, đúng không, chạy một cái chạy một nửa của đường chạy marathon này, đúng không? Và C, đúng chưa? Và C đó là visit her friend's new house, là đến thăm nhà của bạn. Đó, ok. Thế bây giờ các bạn đã có tất cả những cái thông tin về cả đáp án rồi, đúng chưa? Bây giờ mình chỉ việc nghe để mình nối ghép thông tin thôi nhá. Ok, các bạn nghe nhá. Track 1.15. Speaker 1. I spent the last 2 weeks of the summer holiday with my cousins in Newcastle. While I was there, I took part in the Great North Run, a half marathon. I'm not a keen runner, but two of my cousins are. 21 kilometers. The amazing thing is, I actually didn't feel exhausted at the end. I couldn't understand it. Okay, so my time wasn't very good, but I didn't really care about that.
I was just amazed I finished it. Speaker 2. I was in Cornwall for 2 weeks with my family. We stayed in a cottage near the sea. The weather was great, hot and sunny every day. In fact, I got burned quite badly on my shoulders. My brother really laughed at me, but I didn't think it was amusing at all. In fact, I was quite anxious about it. After all, sunburn can cause serious problems with your skin when you're older. Speaker 3. At the beginning of the summer, I spent a week on the south coast of England with my dad. I went to visit my friend Macy, who moved there last year. She's got an amazing house. It's got about 7 bedrooms and a cinema room. And the garden is enormous. There's a swimming pool and a tennis court. I wish I lived in a place like that, I really do. She's so lucky. Rồi, ok, các bạn đã tìm được ra những cái speaker để nối vào phương án A, B và C chưa? Rồi, ok, chúng ta cùng xem đáp án nhé. Các bạn có thể thấy là speaker A, các bạn, là cái đáp án A, người ta nói về một cái speaker mà bị sunburn, bị cháy nắng đúng chưa? Thì các bạn để ý là speaker 2, bạn ấy có một phần nói đến cái này đúng không? Chính là phần cô bôi đỏ này. I got burned quite badly on my shoulder. Cái từ badly trong trường hợp này mình sẽ dịch là much, nghĩa là khá là nhiều á. Đúng chưa? Rồi ok, bạn này bạn bảo bạn bị cháy nắng khá là nhiều ở trên vùng vai của bạn đó. Thì mình sẽ hợp ngay với cả đáp án A rồi, đúng chưa? Thì phương án A của mình sẽ là speaker 2 nhá. Speaker 2 got sunburned. Thế cái cảm giác của cô này là như thế nào nhỉ? Ok, đoạn sau bạn đã có thể thấy này. I was quite anxious about it. Đúng chưa? Cảm giác rất là lo lắng. Cái từ anxious ở đây nó sẽ đồng nghĩa với cả từ worried nhá. Rồi ok, đến với cả đáp án B. Các bạn có thể thấy là keywords của mình có cái từ là half a marathon, đúng không? Ok, chạy một nửa vòng chạy marathon, đúng chưa? Rồi ok, thì cái này thì cô thấy ở trong bạn speaker 1 bạn ấy có nói đến. Có đoạn là như thế này này. While we're there, I took part in a great north run, a half marathon. Cái vòng chạy một nửa, đúng chưa? Rồi ok. Thì ở đây chắc chắn thôi, đáp án B của mình sẽ là speaker 1 ran a half marathon, đúng chưa? Cái cảm giác của bạn này là sao nhỉ? Bạn ấy có nhắc đến này. I was just amazed. Kiểu rất là ngạc nhiên vì mình đã có thể hoàn thành được cái đường chạy này, đúng chưa? Thì cái từ amazed ở đây nó sẽ bằng với cả từ surprise nhá. Rồi ok. Tiếp theo chắc chắn rồi, chỉ còn có một thôi đúng không? Thì mình sẽ chỉ còn có một speaker nữa thôi, đó là speaker 3 đúng không? Thì mình sẽ ghép là gì đây nhỉ? Speaker 3 visited her friend's new house. Đúng chưa? Speaker 3 đến thăm nhà mới của bạn. Đúng chưa? Ở trong bài cũng có thông tin đó là I went to visit my friend Marcy who moved 3 there last year. Đúng chưa? Và cái cảm xúc của cô này là gì nhỉ? Đoạn cuối cô ấy có nhắc đến này. I wish I lived in a place like that. I really do. She's so lucky. Cô ấy thật là may mắn, đúng không? Mình ước này, xong mình còn khen người ta may mắn thì có nghĩa là đang làm sao nhỉ? Đang khá là ghen tị nhá, envious các bạn nhá. Rồi, ok. Bài này cũng không có gì là quá khó đối với các bạn, đúng không? Rồi, ok. Mình đến bài tiếp theo nhá. Trước khi mà mình vào activity number 5 and 6 thì các bạn có một cái phần mình gọi là speaking strategy, mình gọi là chiến thuật làm bài nói, đúng chưa? Làm một bài speaking để cho nó đầy đủ thông tin nhất, đúng không? Đầy đủ thông tin, dễ hiểu và lại có bố cục nhất thì các bạn hãy follow Togo theo cái cấu trúc này nhé. Follow a simple structure for narrating events. Đúng không? Khi muốn thuật lại một cái sự việc nào đó thì hãy đi theo cái simple structure này nhé. Bước số 1 chúng ta sẽ set the scenes, có nghĩa rằng là đưa ra những cái thông tin về bối cảnh, đúng chưa? Where, when and who, ở đâu, khi nào và ai là nhân vật chính, đúng chưa? Tiếp theo, bước thứ 2 mình có say what happened, mình sẽ nói ra những điều đã xảy ra. Tất nhiên là các bạn sẽ không nói tất cả những cái sự việc mà mình sẽ lựa chọn ra những cái sự việc tiêu biểu nhất, đúng không? Và bước cuối cùng là các bạn sẽ say how you and or others felt about it. Còn em mình sẽ nói ra cái cảm xúc của mình như thế nào, cảm xúc của mình hoặc là cảm xúc của những người xung quanh mình hoặc là những người có mặt trong cái câu chuyện của mình,
đúng chưa? Rồi các bạn nhớ ba cái bước đơn giản này nhé, để có một cái bài nói vừa đơn giản nhưng lại vừa đúng, lại vừa hay nhá. Rồi ok, bây giờ mình đến bài số 5 nhé. Bài số 5 sẽ là một cái phần key phrases cho các bạn đúng không? Nhớ ghi chép lại cái phần này đầy đủ nhé. Ở đây thì các bạn được cung cấp những cái key phrases để mình có thể bày tỏ cái niềm yêu thích này, hoặc là phản ứng lại đối với cả một cái sự việc nào đó, đúng chưa? Ví dụ như cái cụm đầu tiên mình sẽ nói là you're joking hoặc là you're kidding, đúng không? Để nói về cậu đùa à, đúng không? Sự diễn tả cái sự ngạc nhiên của mình, đúng chưa? Hoặc là dùng cấu trúc how cộng với cả một cái tính từ. Hôm trước mình đã học rồi, để thể hiện cảm xúc, đúng không? How boring, để nói về cái nhàm chán quá, đúng chưa? How funny, thú vị thế, đúng chưa? Đó, mình sẽ dùng cấu trúc với từ how rồi cộng với cả một tính từ doing hoặc là một cái tính từ để mô tả nhá. Tiếp theo mình sẽ dùng cấu trúc that's, đúng không? That's amazing, that's exciting. Đó, cấu trúc that's cộng với cả tính từ cũng dùng để diễn tả cái sự cái cảm xúc của mình nhá. Hoặc là mình có thể dùng là that sounds, đúng không? That sounds great, nghe tuyệt đấy. That sounds terrible, thật là tệ, đúng không? Hoặc là mình sẽ dùng cấu trúc câu cảm thán với cả từ what, đúng chưa? Từ what đằng sau what sẽ là một danh từ hoặc là một cụm danh từ, thì bạn chú ý cho cô nhé. Ở đây mình sẽ phải là gì nhỉ? What a cool thing to do, đúng không? Hoặc đơn giản là what a cool thing thế thôi. Nhưng quan trọng ở đây là mình phải có cái danh từ. Các bạn nhớ nhé. Nó khác với cả từ how nhé. Hoặc là mình có thể dùng cụm là really, I'm so envious, đúng chưa? Thật á, ghen tị thế, đúng không? Hoặc là really, what a relief, đúng không? What a relief có nghĩa thật là nhẹ nhàng, thật là nhẹ nhõm, đúng chưa? Rồi, để diễn tả cái sự nhẹ lòng của mình, đúng không? Ok, hoặc là một cái câu nữa là that sounds like a nightmare. Nightmare là một cơn ác mộng. Cái gì đó mà như là một cơn ác mộng thì có nghĩa rằng là mình diễn tả cái sự mình cảm thấy rất là khó khăn, đúng không? Cái công việc đó rất là khó khăn cho mình, đúng không? Thì mình sẽ nói là that sounds like a nightmare, đúng chưa? Hoặc là câu cuối cùng mình có thể nói là oh no, what a disaster, đúng không? Hoặc là what a shame. Đằng sau what như cô đã nói, đúng không? Thì mình sẽ phải là một danh từ, thì là what a disaster, đúng không? Hoặc là what a shame, thì là xấu hổ, đúng không? Thì là kinh khủng, khủng khiếp, đúng chưa? Rồi ok, các bạn ghi chép lại những cái cụm này nhé, để mình có thể sử dụng khi mà mình muốn react hoặc là show interest hoặc là show surprise, đúng chưa? Rồi, để mình muốn, khi mà mình muốn diễn tả cái cảm xúc của mình là thú vị này, ngạc nhiên hay là chán ghét, hay là đơn giản là mình chỉ muốn phản ứng lại với cả một cái sự việc nào đó nhá. Rồi ok, thế thì bây giờ activity number 6 này, đó chính là phần pronunciation. Listen to the dialogue in exercise 2 again, then practice saying the phrase above. Try to sound interested. Rồi ok, ở đây thì các bạn, chúng ta sẽ lại nghe lại cái đoạn video audio của bài tập số 2 nhé. Và sau đó điều quan trọng này, các bạn sẽ cố gắng làm sao nhỉ, nói lại cho cô những cái cụm, những cái cụm ở bên trên, và chính là cụm ở bài số 5 này, đúng không? Và làm sao là try to sound interested, và hãy nói sao mà thể hiện được cái cảm xúc của mình nhiều nhất, đúng chưa? Khi mà mình nói rằng là cậu đang đùa à, thì mình không chỉ nói rằng là kidding, you're kidding, mà mình sẽ nói cái cảm xúc hơn là you're kidding, đúng không? Hoặc là you're joking, hoặc là gì nhỉ? That's amazing, that sounds great, that's terrible. Đó, cố gắng là sounds interested nhá. Ok, các bạn hãy nhìn vào cái phần transcript của bài tập số 2 và nghe theo cái đoạn video mà cô phát nhé. Track 1.14. Hi Laurie, how are you? Tell me about your summer holiday. Well, for the first 3 weeks, I was at a summer camp in Cornwall. Really? That sounds like fun. Yes, it was. I learned a new sport, bodyboarding. Wow, that sounds great. Yes, I loved it. It was really exciting and a bit frightening too. I bet. What else did you get up to over the summer? Well, the second half of the holiday wasn't so good. I got a stomach bug and spent nearly a week on the sofa. Oh dear, how awful. I didn't leave the house for days. I just watched DVDs. I was so bored. Rồi, ok.
Rồi, ok. Ở trong bài tập số 5 mình còn có một đoạn, một yêu cầu nữa mình chưa làm đúng không các bạn? Đó là gì nhỉ? Then find three more in the dialogue in exercise 2, đúng không? Là mình sẽ tìm thêm ba cái cụm để mà mình diễn tả cái cảm xúc của mình trong bài tập số 2, đúng chưa? Thì vừa lại các bạn nghe rồi, các bạn có để ý không? Mình còn ba cái cụm nữa để diễn tả cái cảm xúc của mình, đúng chưa? Thế là wow, thể sự ngạc nhiên, đúng không? Oh dear, đúng không? Nó như kiểu là oh my god đó, đúng chưa? Hoặc là how awful, thật là kinh khủng, thật là tồi tệ, đúng chưa? Nó, cái từ awful này nó chính bằng với các cái từ terrible, đúng chưa? Rồi, ok. Rồi, tiếp theo nhá. Activity number 7 này. Work in pairs. Take turns to say a sentence from the list below using the correct past simple form of the verbs in the brackets. Your partner reacts with a suitable phrase from exercise 5. Ok, đây là một bài rất là hay. Các bạn sẽ làm việc theo nhóm đúng không? Các bạn sẽ thay phiên để đúng không? Đầu tiên là mình sẽ phải hoàn thành cái câu từ câu số 1 đến câu số 4, sử dụng thì quá khứ đơn nhá, và sử dụng những cái động từ mà người ta cho, đúng chưa? Sau đó thì một bạn nói và một bạn sẽ react, đúng không? With a suitable phrases from exercise number 5. Các bạn sẽ phản ứng với những cái cụm mà mình vừa mới học ở bài tập số 5 nhá. Ví dụ câu số 1 là câu ví dụ của mình này. I finally finished my science project. Cuối cùng thì mình cũng đã xong cái dự án khoa học của mình rồi, đúng chưa? Thì bạn của bạn sẽ trả lời là really? What a relief. Thế à, thật là nhẹ nhõm, đúng chưa? Rồi ok, bây giờ mình cùng nhau tiếp tục câu số 2, 3 và 4 nhé. Về câu số 2, đầu tiên thì mình sẽ phải chia động từ đúng không? I learned to play a new song on the guitar, đúng không? Mình đã học chơi một bài nhạc mới bằng guitar. Thì bạn B sẽ nói rằng là that's amazing, đúng chưa? Hoặc là câu số 3 này, I broke a bone in my foot. Mình làm gãy một xương ở ngón chân của mình rồi, đúng chưa? Thì bạn của bạn có thể sẽ nói là gì đấy? Oh no, what a disaster. Đúng chưa? Thật là đúng là một trải nghiệm kinh khủng, đúng chưa? Ok, các bạn có thể nói bằng nhiều cách khác nhá. Mình có thể nói là that's terrible, đúng chưa? How awful, kiểu vậy nhá. Rồi và câu cuối cùng, I dropped my dad's laptop. Mình đã làm rơi cái laptop của bố mình, đúng chưa? Thì bạn của bạn sẽ trở là that sounds a nightmare, đúng chưa? Ok, that sounds like a nightmare. Các bạn thêm cho cô like nhé. That sounds like a nightmare, đúng không? Hoặc mình có thể nói rằng là that's terrible, that's awful, đúng không? How upsetting. Đó, có rất là nhiều cách mà các bạn có thể thay thế để mình mô tả cái cảm xúc của mình đối với một cái sự việc nào nhé. Ok, các bạn về nhà hãy luyện tập lại những cái phrase mà mình đã được học ở trong bài tập số 5 và cố gắng sử dụng nhiều nhất trong giao tiếp hàng ngày của mình nhé. Rồi, ok. Tiếp theo, các bạn đọc cho cô activity number 8 nhé. Read the speaking strategy. Work in pairs. One student tells an event from his or her last summer. The other reacts to the story. Rồi, ở đây các bạn mình sẽ đọc lại cái speaking strategy, đúng chưa? Và ở đây thì các bạn có một nhiệm vụ, đó là làm theo nhóm. Một bạn hãy sẽ kể lại một cái sự việc mà các bạn ấy đã làm ở mùa hè năm trước, đúng không? Kỳ nghỉ hè năm trước. Và một bạn sẽ react, đúng không? Thể hiện cảm xúc của mình đối với câu chuyện đó, đúng không? Phần speaking strategy cô đã phân tích cho các bạn như ở bên trên kia rồi, đúng không? Cô để lại đây để cho các bạn có thể một lần nữa xem lại ba bước, đúng chưa? Và bây giờ các bạn hãy thực hành nhóm với các bạn của mình nhé. Còn đâu những bạn mà làm một mình hoặc là chưa có ý tưởng gì thì có thể tham khảo gợi ý của cô như thế này. Ví dụ, cô sẽ nói là on my last summer vacation, I came back to my hometown and visited my relatives there. Và mùa hè năm trước thì mình có về quê và mình có thăm lại họ hàng của mình ở đấy, đúng chưa? Tiếp theo này, I made friends with children there and we had a wonderful time together. They showed me around the village and taught me how to fly a kite. Đúng chưa? Mình đã có rất là nhiều bạn bè ở đây, đúng chưa? Và chúng mình đã có những thời gian thật sự tuyệt vời chơi với nhau. Những người bạn của mình dẫn mình đi chơi quanh làng và họ còn dạy mình cách thả diều. Đúng chưa? Rồi ok, thì cái người bạn đó, bạn ấy có thể nói rằng là what an unforgettable memory and amicable friends. Đó, mình sẽ sử dụng cái cấu trúc là what an ở đây, đúng không? What rồi cộng với cả tính từ, đúng không? Một cái cụm danh từ. Đó, mình có thể nói như vậy nhé các bạn nhé. Ok, what an unforgettable.
đúng chưa? An amicable friends. Ok, mình có thể nói là what an unforgettable memory hoặc là what amicable friends các bạn nhé. Hoặc là các bạn có thể sử dụng rất là nhiều những cái cách khác, đúng chưa? Đây, cô sẽ ghi dùm đây nhé. What amicable friends. Mình sẽ thêm dấu chấm than ở dưới câu cảm thán, đúng chưa? Ở đây cô sẽ ghi ra rõ hơn, đó là student A ở đây, đúng chưa? Và bên dưới này mình sẽ có là student B. Bạn student B có rất là nhiều cách để mô tả cảm xúc, đúng chưa? Bạn ấy có thể nói là gì nữa các bạn nhỉ? Mình có thể nói là how amazing, đúng chưa? Thôi, ở đây mình có thể thêm là how amazing. Nói ok, hoặc là that sounds interesting, đúng chưa? Hoặc là mình có thể nói là that sounds interesting. Rồi, ok. Đấy là một số những cái cách gợi ý mà cô cho các bạn về cái phần react đối với một câu chuyện, đúng không? Hoặc là các bạn hoàn toàn có thể tự nghĩ ra một cái câu chuyện cho mình, đúng chưa? Rồi, ok. Ok, so this is the end of our lesson today. Thanks for your watching and see you later. Bye bye. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.